Go, 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 go. Hello các bạn, mình đang ở Maragui và hôm nay mình đang đi một chuyến tour ăn sáng cà phê. Mình đi núi Đại Bình. Lần này mình có dẫn ra một bạn chạy ở Winner V3. Thì bạn có thấy mình đăng mấy cái post Facebook á, thì bạn cũng rất là muốn đi phượt nhưng mà chưa có kinh nghiệm. Thì mình cũng có kinh nghiệm gì đâu, mình chỉ là đi một hai chuyến rồi cái mình bốc phép vậy thôi. Thì đây là một người bạn cũ, thì bạn nói là chừng nào đi á thì rủ bạn theo. Thì hôm nay được một ngày rảnh là mình cũng muốn đi chơi xa một tiếng thì mình sẽ rủ bạn theo. Mà buồn cười một cái là từ nãy giờ ở dưới Sài Gòn lên tới trên Maragui đây mình bấm quay rất nhiều lần mà mình tưởng là nó đã quay rồi, ai về là mình chưa cắm thẻ nhớ vô mọi người. Giờ nó coi mình chưa cắm thẻ nhớ vô, hỏi sao giờ mới là cái stop quay đầu tiên trong chuyến hành trình này. Khó tai luôn, mấy cái cảnh rừng rú ảo diệu trong màn sương các thứ cuối cùng không có luôn, bực cái mình thiệt đó chứ. Nói chung là sống ảo vẫn không rành. Thôi thấy chỗ nào đẹp rồi cứ tấp vô nha. Có gì đi trước luôn cũng được. Tắm cái mây hả? Ba. Rồi vô cho anh tắm đi. Đúng rồi, lấy cái này mất cái kia. Đúng rồi. Kệ nó, được rồi. Thường là vẫn chụp xe thôi. Tới đây ở Lộc rồi đó. Không mà nãy đứng cái khúc kia chụp lên nó đẹp hơn ha. Khúc dưới kia đúng không? Ừ. Không có gì điện luôn. Còn đây thì chụp được cái bản thôi. Vẫn đi nhiều lần rồi chứ mà cũng chưa có lần nào chụp cái bản này. Ông bấm vô chỗ tôi á được rồi. À ok. Hai ba. Nhưng mà vậy là chỉ thấy cái dáng thôi nha. Đồ đạc gì nó cũng tối thui à. Được rồi. Ok. 5 minutes later. Điện thoại chụp hơi xấu nhưng mà về đét thêm. Tôi chớm xuống dưới kia cho đổ xăng cái.
thiệt á, mình đi ngang á thì mình thấy nó bình thường ha, vô đây biến mất tiêu hết trơn, núi non gì đâu tự nhiên vô đây hết trơn. Chán quá. Có nháy được tấm nào không coi? Không, đi tiếp nè. Rồi, cứt bò. Agrabovic mà dính cứt bò. Hình như sẽ sai rồi ta. Ở trên đó. Cái cầu sắt hồi nãy nó ở chỗ nào ta? Nó uống cà phê xong rồi xuống. Đây là cái view từ quán cà phê Bình Minh ở núi Đại Bình nhìn xuống. Khá là tiếc vì mình lên đây giờ trưa rồi, trong khi nửa tiếng trước là mây nó như thế này nè. Tiếc mà. Rất là cao. Cái đường dốc phía dưới đó, cái đường dốc phía dưới là sẽ có xe nha. Họ chở mình lên với phí là 50k một người đầu lên đầu xuống. Nhưng mà tại vì tôi là đã xách xe lên đây rồi, nên là đằng nào cũng lỡ phá xe rồi thôi. Phá luôn. Ghim số 1 chạy từ dưới chạy lên. Cho cảm nghĩ lần đầu tiên phá chiếc Winner V3 của mình. Về tốn tiền bao nhiêu? Đây là thanh niên lần đầu đi phượt mà bị dẫn đi một cái cung gọi là bấy ngày luôn. Yeah. Really?
uống nước cái đi đâu tính sao.